Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là ID lên giày. Thì này mình có đã đặt hàng của khách thì ID lên trên đôi giày T90 suốt này. Thì đây là cách mà mình hay sử dụng ID. Thì trong một bộ ID của mình gửi cho các bạn thì có một cái đề can như thế này. Thì đầu tiên bạn dùng kim gút. Cái kim gút có trong bộ đề ID. Thì ví dụ như từ này dán lên đôi giày này là từ Hikaru, thì mình sẽ, bạn thấy đầu tiên mình chỉ hắt đây đúng không, thì mình sẽ uốn cong lên trước, mình dùng kim gút mình đẩy lên, mình đẩy nhẹ lên, đẩy nhẹ chỉ hắt lên, đẩy đều hai bên. Trường hợp mà nếu mà nó dính quá thì mình, nếu mà trường hợp nó dính một 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 miếng nhỏ nhỏ như thế này, thì bạn lấy lưỡi lam rọc đi một miếng ở đây thì nó sẽ đứt ra hoàn toàn. Đây là chữ H của mình, chữ H. Thì cái đó là việc bạn, đây bạn đặt lên cái chữ cần dán như thế này, thì bật đặt lên cái kim, đặt lên cái kim để mà bạn có thể bạn canh chỉnh ở trên này cho nó dễ dàng. Mà trước khi dán thì các bạn nhớ một điều là mình phải dùng khăn ẩm mình lau lau đi cho nó hết bụi, hoặc là dùng khăn ướt lau, nhưng mà sau đó nhớ lấy khăn khô lau lại là ok. Đây, sau khi lau thì nó sẽ rất là sạch sạch, nó không còn bụi, thì cái khả năng bám dính của cái này nó rất là cao. Kế đến là bạn đặt lên đây, bạn canh chữ sao cho mình thấy hợp lý nhất thôi. Thì đây thì khách hàng order người ta sẽ muốn dán ở đây. Canh sao cho mình thấy hợp lý nhất, ví dụ như từ Hikaru dài, Hikaru là một tên khá là dài, thì bạn canh sao cho đó, bạn các bạn chỉnh lại trên này cái chữ H cảm thấy nó được rồi, bạn đặt lên giày, sau đó cảm giác là nó đã đúng vị trí mà bạn muốn rồi thì bạn nhấn mạnh nó xuống, miết mạnh nó xuống với cái bề mặt dài như thế này, miết mạnh nó xuống, dắt xuống, và cứ lần lượt như thế các bạn làm hết nguyên dòng của chiều từ ID cho khách như thế này là bạn đã xong một đôi giày để ID. Đôi này là đôi T90 suit Dinnager của bạn Hoàng Dũng, bạn gửi cho mình. Đây thì chữ Hi Ka Ru, thì tùy các bạn canh cái độ dài của chữ như thế nào để bạn dán cái chữ đầu tiên, dán chữ đầu tiên. Thì nếu mà bên này dán từ trên này xuống thì bên đôi còn lại thì bạn cũng bạn dán từ dưới này lên, tại vì mình dán theo từ trái qua phải mà, thì dán từ dưới này lên. Thì nếu mà bạn muốn dán từ dưới này lên cũng được, bạn muốn dán từ trên này xuống cũng được, tại vì nếu mà bạn đã canh canh được cái chữ này trên đầu này như thế nào thì bạn canh y hệt như thế này rồi, tại vì chiều dài của chữ nó vẫn bằng nhau, mặc dù viết ngược hay xuôi cũng vẫn bằng nhau. Và về cái logo CR7, logo trái tim của CR7, thì khi mà bạn dán, các bạn dán thì các bạn nhớ một điều là khi mà mình gỡ ra thì không phải mình gỡ cái miếng nó ra không, nghĩa là áp dụng cho mấy cái chữ giống như chữ A có hay có cái phần bên trong, cái lỗ bên trong, thì các bạn phải lấy cái kim, các bạn gỡ gỡ cái lỗ bên trong ra trước. Ví dụ như trong này có cái hình tam giác, chữ A có hình tam giác, cái lỗ bên trong thì các bạn gỡ cái lỗ bên trong ra, thì mình mở cong lên, các bạn nạy lỗ bên trong ra, cái lỗ tam giác bên trong ra, đây gỡ ra thì các bạn sẽ có được chữ A để các bạn dán lên, và lúc đó các bạn lấy ra sẽ thoải mái hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn logo CR7 cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ lấy mấy cái phần thừa, mấy cái phần đục lỗ bên trong ra trước. Ví dụ như vậy, các bạn sẽ lấy cái phần đục lỗ bên trong ra trước, đó bạn đục lỗ bên trong gỡ này ra trước. Thì khi mà gỡ ra xong rồi, gỡ hết 1 2 3 4 4 điểm, 1 2 3 4 điểm chỗ này, thì bạn sẽ có được cái logo hoàn chỉnh, mình chỉ cần việc mình bóc ra thôi là xong rồi.
Và khi dán xong thì các bạn nhớ miết như thế này, thì việc miết chắc chắn cái hình nó sẽ làm nó dính chắc lên cái bề mặt này hơn. Và nhớ một điều, kỹ một điều là trước khi dán nhớ lau sạch bụi trên này, tại vì chỗ này mà dơ thì nó sẽ dính bụi nhiều hơn là dính dính trên cái thành của giày. Các bạn lưu ý. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn của mình.